Xe đạp F3 bọn em xin chào các bác nhé. Tiếp tục giới thiệu màu đến cho các bác xem. Chiếc Twitter Thunder tay ngang màu đỏ tem bạc các bác nhé. Đây là phiên bản màu đỏ tem bạc cho các bác xem. Các cái video em quay này thì nó khá là nhàm chán và nó đều giống nhau. Nhưng vấn đề một cái là em muốn quay từng màu từng chiếc một, để cho các bác ở xa các bác có thể nhìn được màu nào mình thích, nó ưng nhất, nó phù hợp với mình các bác nhé. Thì chiếc này là Twitter Thunder màu đỏ tem bạc. Thì cấu hình video nào em cũng có nói hết rồi. Chiếc này sử dụng khung carbon, càng cọc yên carbon, bộ chuyển động của Retrospect 11 tốc độ. Và chiếc này là màu đỏ tem bạc. Em sẽ quay các góc, các màu để cho các bác có thể lựa chọn màu mình thích nhất các bác nhé. Mayer của Retrospect, vành nhôm 4 phân, xăm lốp Innova Pro, đùi đĩa trục rỗng Pro Heel, củ đế trước sau Retrospect 11 tốc độ, 11 tầng líp các bác nhé. Đấy, líp mạ màu, xương củ đế carbon. Chiếc Thunder thì em cũng giới thiệu rất nhiều ở các bản tay đua R2000 rồi tay đua full 105. Thì chiếc này là Thunder bản tay ngang, cung càng cọc yên đều carbon, trọng lượng rất là nhẹ. Và chiếc này em đang bán với giá là 11.500.000. Các bác thích chiếc này có thể alo với cả bọn em qua hai số điện thoại 092 854 6666 hoặc 092 987 6666 các bác nhé. Ngoài ra thì em cũng còn vài màu ở trong này đây, thì em cũng có làm video từng màu cho các bác chọn rồi. Màu đen tem bạc này, màu đen tem đỏ này, màu trắng tem đỏ và màu bạc tem đen các bác nhé. Đấy, nó có rất nhiều màu. Và một chiếc ở đây nữa là màu đen tem vàng, bọn em đang lắp đây để giao cho khách đây. Nó bê ra đi em. Đấy, và một chiếc màu đen tem vàng này nữa, lắp để bọn em đi giao cho khách đây. Đấy, em làm video từng màu một để cho các bác dễ lựa chọn màu mình thích. Và chiếc này hiện tại bọn em đang bán với giá là 11.500.000 các bác nhé. Các bác có thể alo cho bọn em qua hai số điện thoại em để ở cuối video. Em xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các video sau của bên em.